Những điều muốn nói. Sư Hòa. Dạ, sư phụ gọi con. Con giúp sư phụ chuẩn bị nửa cái nếp, để lát nữa sư phụ sẽ làm bánh đúc lá sen. Thôi sư phụ, hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy? À không, đợi lát nữa Dương phu nhân đến, sư phụ định làm giúp bà ấy một ít để mang về. Thưa sư phụ, con và sư huynh Tường Hòa có thể phụ giúp được không? Việc này à... Thưa sư phụ, chúng con đã có coi qua sư phụ làm mấy lần rồi, sư phụ cho chúng con phụ giúp nha. Thôi được rồi, sẵn dịp sư phụ sẽ dạy cho các con làm luôn. Tường Hòa, sư phụ thấy lửa gần được rồi đó, con khỏi cần quạt nữa. Các con nhìn đây, sư phụ sắp nấu xong nước nêm rồi. Wow, thơm quá à. Thưa sư phụ, số nước nêm này có phải là đợi lát nữa sẽ trộn chung với nếp không vậy? Đúng rồi, Hoàng Hỷ bản tính rất thông minh. Được, đợi lát nữa nếp hấp xong là có thể bắt đầu gói được rồi. Đã lâu rồi, con muốn được gói bánh đúc lá sen lắm đó. Thôi sư phụ, vừa rồi con không thấy có lá sen, con nghĩ là không có hả? Đúng vậy, lần trước đã dùng hết rồi Tường Hòa. Con theo sư phụ đi hái một ít đem về. Dạ được, thôi sư phụ. Vậy còn con cũng muốn đi nữa. Quan Hỷ à, sư phụ còn có việc quan trọng hơn sẽ giao cho con làm đó. Hả? Thiệt không sư phụ? Sư phụ muốn con canh chừng cái nồi này, đừng để cho chuột nó bò vào. Nếu không thì nó sẽ làm mất vệ sinh lắm, con có biết hay chưa? Thưa sư phụ, con biết rồi, con nhất định sẽ cố gắng canh chừng nó. Con chuột. Không xong rồi, không biết là con chuột đó có nhảy vô hay không nữa. Quan Hỷ à, Quan Hỷ à, để đoán coi ai đến nè. Ai vậy? Dương phu nhân đã dẫn Thanh Thanh đến rồi đó. Thật hả? Quan Hỷ à, để đi trước đi, để huynh đem nếp và nước nêm ra sau. Sư phụ nói tất cả chúng ta có thể cùng gói đó. Sư huynh Tường Hòa ơi. Không sao đâu mà, để cứ đi đi. Dạ. Ông xã của con rất là thích ăn bánh đúc lá sen của sư phụ, nên thường muốn con học làm đó. Thật ra việc này cũng dễ thôi, chỉ cần làm một lần là biết rồi. Con sao vậy Thanh Thanh? Mẹ, hôm nay Quan Hỷ không chịu chơi với con. Thanh Thanh à, con đừng có ăn hiếp Quan Hỷ chứ. Con đâu có ăn hiếp đâu. Thưa sư phụ, có như vậy có đúng không? Giỏi lắm. Ủa, kỳ lạ nghe, Quan Hỷ à, sao con không chịu gói vậy? Thưa sư phụ, chúng con gói mặt ngoài, không biết là có vệ sinh không nữa. Chỉ cần mọi người rửa tay sạch sẽ thì không có gì đâu. Dạ. Quan Hỷ à, không phải là đệ thường muốn được gói bánh đúc lá sen sao? Làm gì mà u sầu ủ rũ dữ vậy? Đâu có đâu, đệ vừa nghĩ đến, có nhiều người như vậy được ăn bánh đúc lá sen của chúng ta làm, nên đệ... Quan Hỷ, con làm sao vậy? Có phải con muốn nói điều gì với sư phụ không? Sư phụ đã nói rồi, có gì muốn nói thì cứ nói, không nói thì chỉ làm cho người mình khó chịu thêm thôi. Nếu không chịu nói ra thì khi mọi việc đã rồi, con muốn hối hận cũng không kịp nữa. Thưa sư phụ, nước nêm trong nồi bánh đúc hình như có chuột bò vào rồi đó. Thì ra là như vậy. Quan Hỷ à, cũng may là chú đã nói ra, nếu không thì mọi người mệt rồi. Mọi người không có giận chứ? Bây giờ con nói ra thì tất cả vẫn còn kịp. Nhưng mà việc con để cho con chuột chả vào nồi thì sư phụ vẫn phải phạt con. Dạ. Ta phạt con giúp cho Dương phu nhân làm bánh đúc lá sen lần nữa, con thấy sao? Nam mô A Di Đà Phật.
Love.